Muốn chào mấy bạn nha. Mấy bạn ơi, hôm nay Hữu nướng cá sặc mấy bạn. Hữu làm cái món là gỏi xài, cá bóp gỏi xài mấy bạn. Thì hôm nay Hữu giới thiệu cho các bạn cái món viên gãi miền Tây các bạn. Cái món này ăn cơm hoặc là nhậu, làm món nhậu rất là ngon các bạn. Đây là cá sặc phổi. Đây là xài nhà nè mấy bạn. Đó, xài rất là nhiều luôn, nên là Hữu mới lấy xài mấy bạn, xài nhà, xài non á, chua chua vậy mình làm bóp gỏi nó ngon lắm nè. Thì làm món này cũng đơn giản rồi mấy bạn, mình nướng chín xong rồi mình xé nhỏ nhỏ ra, mình cắt xài nhuyễn nhuyễn mấy bạn, rồi mình ướp mắm đường rồi mình trộn mình ăn ha, cũng đơn giản. Bự lắm á, bàn tay còn lớn dữ lắm á mấy bạn. Nhưng mà nướng lên nó có mùi bắt cười quá hả? Chuyện khác á. Tại ngồi dưới gió nè. Giờ mới thấy mùi thơm á, chứ hồi nãy là mùi mắc cười quá. Kiếm chuyện quá nghe gì. Nó kiếm chuyện như chó ha, lấy cái đấy này là nó quân chó. Thơm không? Mỏ đen. Mỏ đen. Thơm không? Thơm hả? Nó đang ngồi ngó nè. Đám gao tàn tạ. Nước mặn không có trồng được, nó chết hết trơn. Mời em quay thêm đừng nói gì cho. Thơm quá chân thơm luôn mấy bạn ơi. Đó, đây là chính này nè mấy bạn. Ok, giờ Hữu vô Hữu xé ra, Hữu bóp gỏi nha. Đó, giờ mình bầm xài mấy bạn. Xài này mình lấy bầm càng nhuyễn càng ngon nha mấy bạn. Mình xài xong rồi mình xé khô, rồi mình trộn thôi. Nhìn giống như sắc bánh canh á. Lóc nói gì, không có lóc là bóp gỏi này là ngon nhất. Chào nãy em nóng không chào gì nó nguội vậy nè. Chẳng chưa mấy bạn, ngon quá, thơm quá, bầu thèm. Đây là lá húng nổi nè mấy bạn, mày Hữu bẻ ít lá húng nổi với lá quế bỏ vô cho nó thơm mấy bạn. À, như này đủ rồi. Ok, xong rồi giờ trộn nữa mấy bạn. Này nước mắm thì chỉ có mắm đường. Đường thôi, đường với miếng tắc cho nó chua chua. Đó, bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đi lên mở thiếu nhi kìa, đi lên trở đi mở thiếu nhi kìa. Đi lên trở đi, lên nhà trên đi mày mở thiếu. À, hấp dẫn quá. Cảm nhận nha. Xoài chua. Xoài chua hả? Khô mặn. Nước chấm ngọt ngọt. Này cái vị cay cay nữa. Cay. Cá. Ok, xong rồi nè mấy bạn.
Nhìn hấp dẫn chưa? Thì đây là cái món ăn mà đậm chất miền Tây luôn các bạn. Thì qua clip này Hùng giới thiệu với bạn cái món chân giả miền Tây các bạn, mang hương vị đồng quê. Thì cái món này anh đã ăn cơm hoặc là nhâm nhi cũng rất là ngon các bạn. Ok, thì Hữu xin kết thúc video tại đây nha các bạn.